Hello everybody. Today I sing the song from the comedian musician. This song in memory of Nguyên Chi Ta I. He died last week. I'm really very sad, and all my family sad to recall. We love his comedian musician, but he died already. And then today I sing this song from him, comedy. This song, it means Em Ở Đâu, where are you? So I sing now, I give present for everybody can see, listen to. And then this is me in memory. Chào. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình hát cái bài hát này của anh Nguyễn Chí Tài. Và cái bài này là của anh sáng tác. Nên là mấy ngày hôm nay anh qua đời thì gia đình mình ai cũng buồn hết trơn. Tại vì hướng ngưỡng rất là hâm mộ về anh Nguyễn Chí Tài này, về cái tài năng của anh, về nhạc, rồi về những cái biểu diễn, về những cái clip của anh quá hay. Mà đã qua đời rồi nên là mấy ngày nay ai cũng ngủ không được, cũng khóc, ai cả nhà ai cũng khóc hết á. Nên là hôm nay mình hát cái bài hát này của anh ta tự sáng tác, và mình hát để mà nhớ đến cái người mà tài năng này. Thì cái bài hát này là tự đề là Em Ở Đâu. Giờ mình đánh nhạc và mình hát nha. Trong đêm